Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã sẵn sàng mọi phương án, chủ động các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị y tế để bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân diễn ra bình thường và toàn diện. Tết Nguyên đán là thời điểm gia tăng những ca cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc rượu và thực phẩm. Vì vậy, khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bố trí, sắp xếp các kiếp trực 24/24 giờ, vừa chăm sóc bệnh nhân đang điều trị tại khoa, vừa đón tiếp bệnh nhân tình trạng nặng nhập viện. Cùng với đó, các cán bộ tại khoa đã chủ động nâng cao năng lực thu dung, điều trị, rà soát cơ sở vật chất, xây dựng phương án bảo đảm đủ vật tư, thuốc, máu, dịch truyền, thiết bị nhất là máy thở, oxy y tế, phương tiện cấp cứu để chủ động đáp ứng nhanh, kịp thời các tình huống trong cấp cứu và điều trị. Ở khoa phòng thì đầu tiên là có 15 nhân viên, trong đó thì cũng có 3 bác sĩ và 12 điều dưỡng. Thì cái lịch trực phân trực thì thứ nhất là vừa tổ chức cho anh em ăn Tết, vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Thì khoa phòng đã bố trí lịch trực là hàng ngày thì đều có những kiếp trực gồm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng, thực tất cả các ngày trong cái thời gian nghỉ Tết, trực 24/24. Trong đấy thì có những cái trường hợp mà cũng bố trí cho anh em nghỉ phép về ăn Tết nữa. Nên là khoa phòng lúc nào cũng có đầy đủ các kiếp trực ở đây. Và hàng ngày thì cũng đều có những cái nhân viên đều tăng cường. Ví dụ những ngày đều có lên lịch trực của những nhân viên tăng cường hàng ngày. Nếu mà trong trường hợp mà trong những ngày Tết mà số lượng bệnh nhân nó quá tải và kiếp trực không đảm đương nổi thì sẽ những nhân viên tăng cường ở nhà thì lúc nào cũng túc trực 24/24. Khi có sự điều động thì các bạn ấy sẽ vào hỗ trợ cho kiếp trực ở trong này. Cùng với khoa hồi sức tích cực và chống độc, tất cả các khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều đã sẵn sàng các điều kiện để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ngoài việc trực 24/24 giờ, các khoa đều đảm bảo nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, phương tiện nhằm bảo đảm tất cả bệnh nhân được khám và điều trị kịp thời, không để xảy ra tình trạng từ chối người bệnh hoặc xử lý chậm trễ trong bất cứ trường hợp nào. Khoa thận thì là một cái khoa có đặc thù riêng, nên là bệnh nhân đến chạy thận trong dịp Tết cũng không giảm bởi vì người ta đã chạy theo chu kỳ. Đấy, nên là cái số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh và chạy thận của dịp Tết là không thay đổi. Nên để đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết để phục vụ bệnh nhân tốt nhất thì khoa thận cũng đã có những cái chuẩn bị, đó là dự trù thuốc, vật tư đảm bảo phục vụ bệnh nhân trong dịp Tết này. Và vấn đề nhân lực con người, gọi là bác sĩ điều dưỡng thì cũng đảm bảo là phân theo ca kíp để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân chạy thận. Để phục vụ công tác khám chữa bệnh của người dân trong dịp Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng kế hoạch bố trí các cấp trực đầy đủ theo 4 cấp, dự trù đầy đủ thuốc, vật tư y tế tiêu hao, bảo đảm phục vụ khoảng 300 bệnh nhân điều trị nội trú trong Tết. Đồng thời có phương án tiếp nhận bệnh nhân, kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng đáp ứng trong các tình huống khẩn cấp xảy ra. Ban lãnh đạo bệnh viện quán triệt, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh, quan tâm, động viên để bệnh nhân yên tâm điều trị. Đảm bảo công tác chuyên môn trong dịp Tết đón xuân Quý Mão, thì đơn vị chúng tôi cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch cơ bản đáp ứng được các yêu cầu như sau. Thứ nhất là về công tác về nhân lực, xây thì đơn vị chúng tôi đã xây dựng kế hoạch lịch trực 4 cấp từ trực lãnh đạo đơn vị, trực các chuyên môn các khoa phòng, trực công tác điều dưỡng hộ sinh đến các ca cấp cứu lưu động. Cái thứ hai là về trang thiết bị và chuyên môn phục vụ trang thiết bị và thuốc thang phục vụ các chuyên môn. Thì các ông chí đã biết rằng trong năm qua ấy, mặc dù do tình hình dịch bệnh có nhiều cái đứt gãy của các dãy cung ứng, cho nên là một số các thời điểm có xảy ra cái tình trạng thiếu thuốc và vật tư trang thiết bị phục vụ công tác điều trị cho người bệnh. Thế tuy nhiên thì với cái sự chỉ đạo chủ động trong công tác điều trị và công tác phục vụ chuyên môn thì đơn vị chúng tôi cũng đã xây dựng cái cơ số thuốc rồi các trang thiết bị để phục vụ đáp ứng được cái lượng bệnh nhân điều trị trong dịp Tết. Với cái cơ số thuốc thang phục vụ thì chúng tôi tin tưởng rằng là sẽ đảm bảo tốt công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. Với sự chuẩn bị chu đáo và triển khai các giải pháp đồng bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã sẵn sàng mọi điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho người dân trong dịp Tết, xứng đáng là điểm tựa về sức khỏe cho người dân, góp phần đem đến cho người dân một cái Tết trọn vẹn, đầm ấm, an toàn.